Rồi, hello, xin chào mừng anh chị em đã quay trở lại với một in mi khuê. Nay lại tiếp tục gửi tới anh chị em cái video mà gần đây tôi có một vài bạn hỏi tôi về đồ mực của con này A1000. Đây, nó chỉ có một cái lỗ này, anh em mở ra và cắm đây cái hộp mực như này nhá, anh em cắm vào này. Cắm vào cái nào nó sẽ cuồng luôn. Đó. Nếu mà nó báo như này, anh em xoay này. Đó. Nó có tạch cái là được. Rồi anh em đổ mực xuống. Anh em phải lắc đều cái lỗ mực đi nhé, xong rồi anh em lại cắm vào. Rồi. Sau khi xong anh em lại xoay ra, xoay ngược chiều kim đồng hồ, thế là xong. Trong trường hợp mà anh em để ý nhá, trong trường hợp ví dụ như nó khi anh em đổ mực vào mà nó vẫn cứ nháy như này đúng không, đó là cái lượng mực ở trong đây này, lượng mực ở trong này nó hết, nó kiệt hết rồi, thì anh em lại phải như tôi. À, tôi thường là tôi sẽ tháo cái phần này ra nha anh em. Đó, thường là tôi sẽ tháo đây. Tôi tháo một ốc cái ra này. Hai con ốc cái ra này. Đó. Đấy. Sau đó tiếp đến là đây. Đây có cái cá này, tôi đã nó xuống này. Đó, đây. À, thường là tôi sẽ đổ mực vào đây. Đổ mực vào đây. Đó. Trường hợp nếu như mà đổ mực vào đây mà nó vẫn không ấy được thì là bắt buộc anh em lại phải cấp mực trực tiếp xuống cái hộc bên dưới này. Đấy, nhưng mà thường thường là tôi đổ mực vào đây là được luôn. Đó, đây. Tháo cái phần bên nhấc được cái này, tháo cái phần bên ngược lại này ra này. Đó. Này nó quay nó cuồng mực luôn. Đó thì anh em chúng ta lại chịu khó một xíu chơi đồ hàng. Tôi lấy giả sử như ở trong cái này đi. Giả sử trong này nó còn mực, bởi vì tôi vừa là tôi bơm nó hết rồi, nó báo luôn với anh em đấy là cái lượng mực nó chấm than luôn đấy. Bây giờ đây anh em tháo cái này ra. À, giả sử như tôi có vào đây nhé, tôi sẽ phải gặp vào này, sau đó này anh em lựa nghiêng đổ vào cái lỗ này. Đương nhiên là có nhiều nhiều anh em sẽ có nhiều cái phương pháp đổ nó khác thôi, chứ không 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 phải chỉ riêng mỗi một cái cách như thế này. Có nhiều anh em có những cái cách nó làm nó khác, mỗi người có một cái cách làm khác nhau, không ai giống ai cả. Đây tôi lại không còn cái không còn của nó rồi, chỉ còn cái ống mực xịn sò thôi. Đấy là tôi với lại anh em cùng nhau xử lý cái đổ mực cũng như là trong trường hợp nó mực lỗi thì làm như nào. Xong rồi anh em lắp vào.
nhé. Rồi. Đó, như vậy là đã cùng với anh em cách đồ mực cũng như là xử lý cái hộp mực mà trường hợp nó báo đây nó nháy đèn này, đây nó chấm than đây này và một cái chấm ở trên này nữa. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị em đã xem video đồ mực của con máy A1000. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em ở video tiếp theo nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.